Một chiếu cả người xuống như thế cơ á. Không được, đâu chị đâu rồi. Em diễn hơi bị lố và hơi bị quá đà đấy. Loại này bảo là ngon lắm này đúng không? Ồ, nhìn hấp dẫn đó nha. Ôi, nặng quá. Nặng quá. Cái gì đây, cái gì đây? Trời ơi, cái gì mà nặng vậy? Hả? Một chiếu cả người xuống như thế cơ á. Không được, đâu chị đâu rồi. Em diễn hơi bị lố và hơi bị quá đà đấy. Cái gói này em chỉ cầm thế này còn được. Mà em, ủa? À, mang tiếng đi Thái về mà mua cái gói bánh mà lại còn bóc rồi này á. Vừa nãy em vấp ngã kìa, sao vỗ cái em vỗ ra két két kìa. Wow, không ngờ răng vỗ nó loại hại như thế đấy. Nào vào đây, vào đây. Bà ấy xem cái răng của em mà làm sao mà nó có thể bổ toạc cái gói này ra. Sợ quá đi mất trời. Còn này. Wow, cái loại này là cái loại bánh chuối chanh leo mà hôm mà em chụp ảnh FaceTime cho chị xem đây đúng không? Xong chị bảo là nhớ phải mang về cho chị một gói đây đúng không? Wow, loại này bảo là ngon lắm này đúng không? Ồ, nhìn hấp dẫn đó nha. Đó. Hả? Bên này ăn nhiều thế rồi mà về đây còn ăn. Ta ăn nhiều đâu, cho hết bạn rồi. Thế à? Anh đi sang đấy đi chơi được nhiều không? Hả? Thế mà chị thấy á, em đi sang đấy xong về lại chứ một xinh xắn thế này. Ui nặng quá, ui nặng quá, ui nặng quá, ui tớ có cái gì đâu, tớ ơi. Bà Su có gì mà bê... Có nghe thấy tiếng của ai không ấy? Bà Su với có gì bê nặng thế? Ở đây có Vinh Đào ở đâu đây đây tới đây nhìn chưa nhìn tay tớ đẹp không? Thôi tôi biết ông nổi tiếng rồi, ông không phải khoe trá hình nữa. Trá hình gì đâu? Mới mua đồng hồ sao lại mang ra quê? Tôi bảo ông nhá, sao ông phải đứng trước cửa. Trời này đẹp thế nhở, có con lợn nó chạy qua đây không nhở? Ông phải làm thế mới đúng. Nhưng mà đây này, tôi bảo là lạc chủ đề rồi, những cái gì đây? Ủa mà làm sao mãi, làm gì thì làm, ông cũng không quên này. Đây, cho ông một cái đây. Đâu? Bánh chuối chanh leo thả rùa rung, à quên, Su đi Thái về đây. Ui, ngon thế nhỉ, tớ ra ăn nè. Ông ăn thử đi, ngon lắm luôn đấy. Ngon lắm. Đi chơi. Đấy, ông thấy ngon không? Ngon lắm. Này, tôi nói thật nhá, ông ăn ở kiểu gì thế hả Vinh? Không sao. Ông có biết là ông mới chuyển về đây được có một tháng. Trong khi hai chị em tôi ở đây là tầm rất là lâu rồi. Tính ra nó phải thập niên thập kỷ rồi ông ạ. Mà ai cũng yêu quý bọn tôi. Còn ông mới về đây một tháng mà ông có biệt danh rồi đấy, ông biết không? Tôi biệt danh là gì? Ông có biệt danh là Vinh Skill. Tớ keo bao giờ đâu, tớ ăn thảo như thế cơ mà. Ừ, ăn thảo mức độ á. Người ta gọi là, sắp gọi là Vinh. Cho tớ suy nghĩ nữa đi. Nhưng có nửa cái là tớ ăn tạm. Ngon hả? Thấy không? Tớ đổi tên rồi. Gì? Biệt danh tớ đổi tên là Vinh Kiệt rồi. Keo Kiệt, cho nó vần. Thôi tớ về đây, ngon hết. Cho mấy cái rồi về đi nhá. Tiếp quá đi, người đâu mà keo kiệt. Ôi cái gì đen này. Ui. Ôi tớ về đây nhá. Chào bạn, hai bạn nhá. Cái đồng hồ này nó chua bao giờ nhá. Chị ở cạnh nhà mà chua bao giờ luôn. Có cái gì ăn mang sang đây cho chị đã. Toàn ăn giấm ăn chuối của mình thôi. Đây là cả xóm đặt là Vinh keo kiệt rồi đấy. Xong rồi nhá. Nghe điêu nhở. Đi về đi, đi vào trong nhà ngồi đi, ngồi đây á, tính lại mò sang bây giờ. Chuyên cô điệu đấy, ăn xong lại mò sang đấy, xấu lắm. Ăn xong lại mò sang? Ừ, lần nào cũng thế, ăn xong rồi mò sang, sao chỉ xin một cái thôi. Ăn xong chúng ta xin tiếp. Xin chào tất cả các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.